mọi người này để quay video mẫu cho mọi người nhé. Bây giờ 8 bài nâng chén tiêu sầu có 8 tổ hợp và mỗi tổ hợp là 8 bước. Thì các cái bước trình tự như sau nhé. Khi bắt đầu chúng ta nghe đến nhạc là 5, 6, 7, 8 thì chuẩn bị của các bạn là như này. Chuẩn bị này, vào bước 1 này. Chân trái bắt đầu mình đá ra là bước chữ V. Đá 1, 2 ở đây, 3, 4 về đây. 5, 6, 7, 8 thì mình đá nhanh nhé. Là mình phải có 5 và 6 và 7 và 8. Sang tổ hợp 2 bắt đầu từ chân trái đá, chúng ta sẽ có 4 bước chạy bộ từ chân trái này. 1, 2, 3, 4. Sau đó là 2 bước kép, chạy bộ kép ở bên này và 2 bước chạy bộ kép bên này. Chạy bộ kép như nào chúng ta có là chéo ở đây là 45 độ và đạp này. 1 này, 2, xoay, 3, 4. Đấy là 4 bước sau của tổ hợp 2. Sang tổ hợp 3 bắt đầu từ chân trái đá 4 bước kick step đá vào. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là 4 bước tiếp theo của tổ hợp 3. Là chúng ta sẽ đá chân trái, trước là đá lơ lửng kick step nhưng đá lơ lửng không đặt xuống đất. Và đá mở hai chân ra và có xu hướng là hơi khuỵu chân và chân bẻ như thế như này. Hai bước tiếp theo là 7, 8 thì chúng ta cũng đá tương tự như thế, bắt đầu từ chân phải đá 7, 8. Đấy, là hết tổ hợp 3. Sang tổ hợp 4 bắt đầu từ chân trái, chúng ta đá chéo vào. Đá chéo vào và đá ra, chúng ta sẽ có là chân trái lên trước này. 1 và 2 là đổ chân phải lên trên và 3 trái lên trên và 4 phải lên trên. 5 là đây là 4 ở đây nhá. 5 là chúng ta nhảy ra là chúng ta phải co chân phải lên là 5. 6 hạ đạp xuống này. 6 đạp xuống. 7 lên. 8 đạp xuống. Đấy là hết 8 bước của tổ hợp 4. Bây giờ sang tổ hợp 5 thì chúng ta sẽ chuẩn bị là đá 3 bước chạy bộ ở bên tay trái và đá chéo 45 độ. Đá chéo 45 độ này. Nâng chân trái lên và chúng ta đạp đá 1 lần, 2 lần, 3 lần chúng ta được 3 bước. Bước thứ tư là đá gót đi lên này. Đá gót chân phải lên này, đá gót lên và xoay sang bên phải 45 độ, xoay 45 độ và tiếp tục 3 bước chạy bộ là 5 6 7. 5 6 7. Bước thứ 8 co chân lên và đạp 6 8. Đấy là bước thứ 8 nha. Sang tổ 6 này, chân phải trước và đá 4 bước kick step. 1 2 3 4. Tiếp theo 4 bước tiếp theo của tổ 6 là chân phải đá lên. 1 về, 2 đạp sau, 3 về, 4 đạp. Đấy là 4 bước của tổ hợp 6, là 4 bước sau của tổ hợp 6. Sang tổ hợp 7, chân đang như này, tổ hợp 7 này. 1 lên đây, 2, 2 là về đây, 3 lên đây, 4 là quẹt về. Và đổi chân luôn, sang là 5, 6, 7, 8 đặt về đây. Đấy là hết tổ hợp 7. Sang tổ hợp 8 chúng ta sẽ có hai bước đá là happy fit ở bên tay phải đá kép và hai bước happy fit bên tay trái đá kép và sẽ được 4 bước. 1 2 bên này là 3 4 ở bên này. Chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 7. Đấy. Thế là 4 bước đầu của tổ hợp 8 và 4 bước sau của tổ hợp 8 là 5 6 7 8 thì 5 chúng ta nhảy sang đây là chân trước chân sau như này. 6 xoay về đây là xoay về bên tay trái. 7 xoay về bên tay phải và 8 xoay về bên tay trái là kết thúc bài. Sau đó là tiếp theo là chúng ta sẽ nhảy tiếp nhạc ấy. Thì chúng ta sẽ nhảy ngược lại của các tổ hợp. Về đây và chúng ta sẽ nhảy ngược lại của tổ hợp 1 này. 4 bước đầu của tổ hợp 4, 4 bước sau của tổ hợp 1 trước. 1 và 2 và 3 và 4. Sau đó nhảy tiếp 4 bước đầu của tổ hợp 1 lúc nãy. Về đây đã và 1, 2, 3, 4. Và sang tổ hợp 2 thì chúng ta lại nhảy 4 bước sau trước. 1, 2, 3, 4.
Tiếp theo bốn bước đầu của tổ hợp 2. 5 6 7 8 sang tổ hợp 3, chúng ta nhảy bốn bước sau của tổ hợp 3 trước. 1 2 3 4. Và bốn bước kick step là bốn bước đầu của tổ hợp 3. Bây giờ chúng ta nhảy tiếp này. 1 2 3 4, thế là thành bốn bước sau của tổ hợp 3. Sau đó sang tổ hợp 4 này. Lại phải nhảy bốn bước sau của tổ hợp 4 trước, có nghĩa là co chân lên là cái bước 5 ấy, là co chân lên này, thì bây giờ là 1 nhá. 2 3 4. Sau đó bốn bước đầu của tổ hợp 4 là cái chân trái này đá vào trước, đá bên trên, đá vào trước này. 1 này, đấy, là đây là 1 này. 3 2 và 3 và 4, đây là kết thúc bảng, đến đấy là kết thúc. Ok.